Tán gái bằng sáo. Thuở xa xưa, ở xứ Mường Nọ có một bản đông đúc và giàu có. Cai quản bản là một trưởng bản mà người ở đây thường gọi là Tạo. Tạo tuy rất giàu có nhưng tính cũng rất keo kiệt, độc ác. Tạo chỉ có một mụn con gái là nàng Sao. Trong bản có một chàng trai nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mọi người vẫn gọi là Diêu. Chàng Diêu phải đi làm thuê cho nhà Tạo. Chàng làm luôn tay luôn chân, từ khi con gà trống cất tiếng gọi mặt trời dậy cho đến khi mặt trời ngủ say mà cái bụng vẫn không đủ no, cái tai vẫn phải nghe những lời không đẹp. Dù vậy, tâm hồn chàng vẫn luôn thuần khiết như ánh trăng. Chàng biết làm bí thổi hay nhất mường. Những đêm trăng sáng, chàng thường mang bí ra thổi tới tận khuya. Mỗi lần nghe tiếng bí của chàng Diêu vọng vào, nàng Sao lại không tài nào ngủ được. Tiếng bí đã khiến đôi mắt nàng long lanh và trái tim nàng bồi hồi. Một đêm, nàng lén trốn ra bến nước, đứng trong bóng tối của cây bang, mải mê lắng nghe tiếng bí tha thiết ấy. Có phải tiếng bí của tôi khiến cho nữ thần mặt trăng lạc bước xuống trần? Mời nàng bước ra đây, ngồi cạnh tôi đây. Tôi sẽ thổi cho nàng nghe điệu nhạc hay nhất. Tôi không phải nữ thần gì đâu. Tôi chỉ là một cô gái yêu thích tiếng bí của chàng mà bước đến đây. Nàng Sao là nữ thần mặt trăng trong lòng tôi. Sao chàng biết tên tôi? Tôi biết nàng hay ngồi dịch vải bên cửa sổ. Tôi biết nàng thích hoa băng trắng trong rừng. Mỗi đêm, tôi đều cầu xin thần mặt trăng cho được gặp gỡ và trò chuyện cùng nàng. Ngồi bên nhau, chàng Diêu và nàng Sao thấy trăng như sáng hơn, gió như mát hơn. Cho tới khi con gà trong bản cất tiếng gáy gọi mặt trời, họ mới bệnh rịnh chia tay nhau. Chuyện chàng Diêu và nàng Sao đêm đêm tâm tình ngoài bến nước lâu dần cũng lọt đến tai Tạo bản. Lão tức giận ứ đầy bụng. Sao mày dám yêu con gái Tạo hả Diêu? Đánh cho mày chết này. Cha ơi, con xin cha tha cho chàng. Con xin cha mà. Con xin cha cho con và chàng được nên vợ chồng. Chúng con yêu nhau thật lòng cha ơi. Đợi tao chết đi đã. Người đâu, mau đưa cô Sao vào phòng. Cha ơi, con xin cha, con xin cha. Thằng Diêu kia, mày phải rời khỏi bản ngay. Thế là Tạo đuổi Diêu ra khỏi bản. Chàng Diêu ơi, đợi em đã. Em mang cho chàng một quả bầu đựng nước, một cây gậy để chàng đi rừng, một con dao để chàng dùng khi gặp thú dữ. Biết bao giờ em mới gặp lại được chàng đây. Mùa trăng năm sau, ta sẽ trở lại tìm nàng. Chàng mang theo mấy sợi tóc của em đi cùng. Mỗi lần nhìn những sợi tóc này thì nhớ đường về với em. Rời bản, chàng Diêu cứ theo con suối mà đi ngược mãi, ngược mãi. Một đêm, trời đổ mưa tầm tã, Diêu trú trong một hang nhỏ bên suối tránh mưa. Mưa mãi không ngớt, ngồi nhìn trời mưa, lòng chàng Diêu càng nhớ thương nàng Sao da diết. Bỗng có một con rắn mò đến. Chàng vung gậy, vụt mạnh vào sợi dây rừng trước mặt để đuổi một con rắn đi. Lạ thay, sợi dây rừng không bị đứt, lại còn phát ra tiếng ngân rất lạ. Chàng thử vụt cây gậy liên tiếp vào những sợi dây rừng. Những âm thanh quyện hòa vào nhau nghe rất vui tai. Những tiếng ngân đó như tiếng bí chàng vẫn thổi, có lúc lại như tiếng thầm thì thương nhớ của nàng Sao bên bến nước trong những đêm trăng hôm nào. Chàng nghĩ không biết làm cách nào để mang được tiếng ngân kia về cho nàng Sao cùng nghe. Chợt nhớ đến những vật mà nàng Sao trao cho lúc chia tay, chàng nghĩ ra một cách. Chàng dùng gậy xuyên qua quả bầu tạo nên một chiếc đàn trông như một cái cây mọc lên từ hang đá. Rồi chàng bện những sợi tóc của nàng Sao tạo nên những sợi dây rừng trước cửa hang. Làm đi, sửa lại, thử trước, sửa sau. Hết ba ngày đến bữa quên ăn, qua ba đêm cũng không muốn ngủ. Chàng Diêu đã làm được một chiếc đàn có tiếng ngân như âm thanh phát ra từ cái hang đá chàng đang ở. Chàng búng vào hai sợi tóc, âm thanh vọng ra nghe thật êm dịu, giống như tiếng thầm thì tâm sự của nàng Sao bên cạnh. Vui mừng khôn xiết, Diêu quyết định mang chiếc đàn trở về bản để nàng Sao cùng nghe được những tiếng ngân ấy. Chàng về ngồi bên bến nước đầu bản, đánh lên những âm thanh vui tai từ chiếc đàn mới. Nghe tiếng đàn lạ tai, dân bản đều kéo đến nghe rất đông. Tiếng đàn ấy theo gió vọng vào tận giường bệnh của nàng Sao. Từ ngày chàng Diêu bị đuổi ra khỏi bản, nàng Sao đổ bệnh nặng.
tạo bản đã tốn bao nhiêu lợn gà, mất bao nhiêu công đi mời thầy Mo về mà vẫn không khỏi. Nhận ra tiếng đàn của người yêu, nàng lao ra khỏi nhà, theo tiếng đàn mà chạy đến bến nước. Chàng Diêu đã về rồi ư? Ta về rồi đây, ta còn mang những tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cùng nàng nghe nữa đây. Thằng Diêu kia, mày đang làm gì ở đây? Mày to gan thật đấy. Sao? Về ngay cho cha. Chàng Diêu đem được cả tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cho nàng sao cùng nghe. Tình yêu ấy cảm động được cả dân bản và trời đất, mà không cảm động được Tạo thì Tạo còn xứng cai quản bản ta hay không? Già làng nói đúng rồi. Tạo phải để cho đôi trẻ được nên vợ chồng đi thôi. Già làng và dân bản đều vun vén cho đôi trẻ. Tạo quá bối rối, không biết phải làm gì. Cuối cùng Tạo đành ưng thuận, nhưng trong bụng vẫn ứ đầy tức giận. Thế là sau bao xa cách, chàng Diêu và nàng Sao đã trở về bên nhau. Khi chàng đánh lên tiếng đàn thánh thót hòa cùng tiếng hát trầm bổng của nàng, dân bản ai cũng thấy rộn ràng trong lòng. Dân bản gọi chiếc đàn là tính tẩu, tức là đàn quả bầu. Từ đó, trong những đêm trăng sáng và những ngày hội, cả bản Mường đều vui vẻ, nhộn nhịp trong tiếng tính tẩu giặc diều tha thiết. Ông già rinh ranh trong khe núi. Ngày xưa, ngày xưa, tại một vương quốc trù phú được cai trị bởi một đức vua nhiều tham vọng, nhà vua đã nhiều lần đưa ra những quyết định táo bạo. Để củng cố sức mạnh của vương quốc, chúng ta cần phải phá ngọn núi phía tây này đi. Ngọn núi này quá âm u, ảnh hưởng đến vượng khí của vương quốc. Chúng ta sẽ thay thế nó bằng một ngọn núi thủy tinh. Rõ, thưa đức vua. Thế là ngay lập tức, theo lệnh của nhà vua, quân lính ngày đêm san bằng ngọn núi khổng lồ để thay thế bằng một ngọn núi thủy tinh. À, đây chính là ngọn núi độc đáo có 102. Từ trước tới giờ chưa có một vương quốc nào có ngọn núi làm bằng thủy tinh mà lại lớn đến như thế. Ngọn núi cao chọc trời. Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp. Nàng đem lòng yêu một chàng trai gia thế bình thường trong vương quốc. Một ngày nọ, nàng dẫn chàng trai tới gặp vua cha. Ta đã nói là không đời nào ta đồng ý hôn sự này. Một công chúa cao sang quyền quý như con làm sao có thể lấy kẻ nghèo nàn mạt hạng này. Thưa cha, xin cha đừng nóng giận nữa. Đời này kiếp này con chỉ lấy mình chàng mà thôi, không bao giờ con lấy một ai khác. Xin quốc vương hãy thác thành cho chúng con. Con xin hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình để công chúa không phải thiệt thòi ạ. Hai người vẫn quyết tâm chống lại ý ta, vậy thì hãy đi khỏi đây ngay. Ra khỏi vương quốc của ta, đi ngay. Xin cha đừng bắt con phải xa chàng. Chúng con chỉ có một mình cha thôi. Hãy để chúng con bên cạnh và chăm sóc cho cha lúc tuổi già. Được thôi, các ngươi nói sẽ đồng cam cộng khổ cùng nhau, sống chết không màng đúng không? Vậy thì hãy chinh phục ngọn núi thủy tinh cho ta. Các ngươi có dám không? Ngọn núi thủy tinh. Ngọn núi vừa cao lại vừa trơn, nếu chẳng may trượt chân, tất cả sẽ mất mạng. Nếu ngươi có thể chinh phục nó, ta sẽ chấp nhận hôn sự này. Chúng con chấp nhận, con sẽ đi cùng với chàng. Con... Tao, đưa tay cho ta, để ta kéo nàng. Thiếp không sao mà, chàng cứ leo tiếp đi. Khi nàng cảm thấy không ổn, thì nhớ nói với ta luôn nha. Ta leo phía trước, phòng khi có vật gì rơi xuống. Công chúa à, nắm chặt lấy tay ta, đừng buông, nắm chặt lấy. Không, cứ thế này cả hai chúng ta sẽ chết mất. Chàng hãy buông tay ta ra đi, đừng có cố giữ nữa. Không được, chúng ta đã từng hẹn thề là sống chết có nhau mà. Buông ra đi mà, chàng hãy bảo trọng. Công chúa ơi! À! Nàng ở đâu? Công chúa ơi, công chúa mất tích rồi, cứu công chúa đi. Mau, san bằng hết ngọn núi thủy tinh và tìm bằng được công chúa cho ta. Đã vậy rồi đó hả? Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi đừng luôn miệng hỏi tại sao nữa. Chỉ cần ngươi biết rằng, từ nay, ngươi sẽ phải phục dịch cho ta. Phục dịch? Tại sao ta lại phải phục dịch cho ngươi?
bởi vì cha ngươi đã phá mất ngọn núi là nơi ở của ta. Ngươi, chính ngươi sẽ phải trả giá cho điều này. Hoặc là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta, hoặc là ngươi sẽ chết. Ta không có liên quan gì đến chuyện ngươi đang nói. Cớ sao ngươi lại trút giận vào ta? Ngươi là kẻ độc ác. Mau thả ta ra. Mau thả ta ra. Sao vẫn còn chưa bày đồ ăn lên hả? Xin ông hãy cho tôi một chút gì đó để ăn. Tôi làm việc quần quật suốt cả ngày mà chưa được ăn uống gì hết. Ăn xong thì ngay lập tức ra chăm đàn ngựa cho ta. Biết đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi nơi khổ ải này đây? Cha ơi, cha hoàn toàn không biết là nơi ở của hắn ta. Cha chỉ là vô tình, nhưng con quỷ dữ này đã không tha cho chúng ta. Con nhất định phải tìm mọi cách trở về bên cạnh cha mới được. Nhiều năm sau, mau mở cửa cho ta. Tại sao lại đóng hết cửa nhà lại thế này? Lần này nhất định ta phải thoát khỏi nơi đây. Còn làm cái gì nữa mà chậm trễ thế? Ngươi làm cái trò gì thế hả? Mau buông râu của ta ra. Nếu như ngay lúc này ngươi không nói cho ta biết nơi cất chiếc thang thần để đi ra khỏi hang, ta sẽ cắt phân bộ râu này của ngươi đi. Ngươi dám? Được rồi, ta nói. Ngươi dám nuốt lời hay sao? Mau thả ta ra. Đáng đời tên độc ác. Ngươi đã hại cả cuộc đời ta rồi. Đó là cái giá mà ngươi phải trả cho sự độc ác của chính mình. Ngươi hãy nhớ, đừng bao giờ mang những nỗi hận thù trong lòng để làm hại đến người khác. Cha, cha ơi. Giọng nói này là là con đây thôi cha. Con đã trở về rồi đây. Công chúa, là nàng thật sao? Nàng đã ở đâu? Sao bây giờ nàng mới trở về? Là em đây. Công chúa kể lại cho mọi người nghe tất cả những ngày tháng gian khổ mà nàng đã trải qua. Nàng vừa kể vừa không cầm được nước mắt. Trời ơi, ta thực sự không biết đó là nơi ở của hắn. Ta không biết là mình đã đắc tội với ông già đó, để rồi con gái của ta đã phải khổ cực ngần ấy năm trời. Ta thật đau như cắt ra từng khúc ruột. Người đâu? Mau đến hang động đó và xử trảm lão già gian ác đó cho ta. Vâng, thưa quốc vương. Xin hãy để ta bù đắp cho nàng bằng tất cả những tháng ngày còn lại của cuộc đời ta. Nàng có còn muốn cùng ta nên duyên nữa không? Nhưng bây giờ em đã già nua và xấu xí như thế này rồi. Dù nàng có thế nào đi chăng nữa, tình yêu ta dành cho nàng sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Thời gian qua, chàng trai này đã thay con ở bên chăm sóc ta khi ta già yếu. Con gái của ta đã không chọn sai người. Thời gian và tuổi tác không làm vơi đi tình cảm mà các con dành cho nhau. Ta sẽ tác thành và lập tức cho tiến hành hôn lễ này. Chúng con xin đa tạ quốc vương. Cuối cùng, ông già gian ác đã bị xử trảm. Từ đó về sau, công chúa cùng phò mã sống hạnh phúc trong cung điện cùng với quốc vương. Ngọn núi thủy tinh năm nào giờ chỉ còn là một khoảng xanh mênh mông phủ đầy cây lá. Kéo cày trả nợ. Ngày xưa, ở một làng quê nọ, vào năm hạn hán kéo dài, người người, nhà nhà lâm vào cảnh đói khát. Trong làng có nhà ông Chu Văn Địch, nghèo nhất làng, nhưng vốn tính tình ông rất hiền lành, nhân hậu, nên được làng trên xóm dưới, ai nấy đều yêu quý ông. Ôi, chả biết có chịu nổi được qua cái đợt nắng nóng này nữa hay không. Hạn hán kéo dài, chả làm ăn được gì, rồi thì đến chết đói cả lũ mất. Ôi, hay là mình lại chạy qua vay nhà phú ông ít quan tiền đi vậy. Ôi trời ơi, không có được. Người ta đã giúp mình nhiều lần rồi, cứ hở ra lại chạy qua vay mượn. Tôi ngại lắm, không có đi đâu. Ông không thương cái thân mình thì cũng phải thương lấy các con chứ. Nhìn mấy đụng con nhà mình đi, đứa thì ốm, đứa thì đói. Ông nỡ nào để chúng chết đói, chết khát hàng sao? Ông xem, mình là người tử tế, có vay có trả đàng hoàng, có lần nào mình lỡ hẹn người ta đâu. Có thế phú ông mới tin cậy mà cho mình vay chứ. Ông bỏ bớt lòng tự trọng xuống mà nghĩ cho các con đi được không?
Thôi nữa, để tôi tính thử xem. Ai đấy? Là tôi, Văn Địch đây ạ. Ông Văn Địch đấy phỏng, trưa nắng thế này có chuyện gì sao? Gấp gáp nên mới sang cả trưa thế này, mong ông bỏ qua cho. Nào, tôi đã đi ngủ trưa đâu, ông vào nhà uống ngụm nước đã. Dạ thôi. Kìa, có chuyện gì sao? Thật tình tôi tính vay ông ít quan tiền để đồng gạo cho lũ nhỏ. Ra vậy thì cứ hẳn vào đây đã nào, nắng nóng thế này cơ mà. Đúng là vay mượn ông nhiều lần tôi cũng ngại lắm, nhưng mà hiềm nói đợt này hạn hán lâu quá, nhà chẳng còn thứ gì cả. Qua cái đợt này rồi đến vụ mùa sau thời tiết thuận hòa hơn, tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời cho ông. Ôi trời ơi, cái nhà bác này, nào đã có lần nào tôi từ chối bác đâu mà bác phải e ngại như vậy. Chẳng may, ít lâu sau đó, Văn Địch ngã bệnh nằm. Phận tôi mỏng nên đành chấp nhận. Chỉ có điều tôi vẫn băn khoăn ấy nay về món nợ chưa trả được cho nhà phu ông. Ông ấy tốt với mình, mình không thể. Con hứa sẽ cố gắng trả nợ cho cha mà. Cha ơi, cha. Không, không được. Nợ cha để cha gánh, kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện đặt trâu kéo cày trả nợ. Các con không phải lo. Người kia, đã đến giờ rồi mà sao linh hồn của ngươi vẫn chưa chịu siêu thoát? Ngươi lại muốn bị trừng phạt sao? Không phải, tôi cố ý chống lại mà là tôi. Ngươi còn vướng bận điều gì? Dạ thưa, chả là khi còn trên dương thế tôi mắc nợ một người. Nhưng giờ ngươi làm sao còn có cơ hội mà trả nợ được nữa? Thôi, việc đó cứ để vợ con ngươi lo, mau đi theo ta. Tôi nghe nói người chết vẫn có thể đầu thai trở lại, hay là xin ngài. Tôi không cần đầu thai làm người, tôi xin đầu thai thành kiếp trâu bò cũng được, miễn sao có thể trả nợ được cho phú ông. Nếu không, tôi không yên lòng đâu. Thôi được, để ngươi là người có trước có sau, ta sẽ cho ngươi đầu thai thành con trâu nhà phú ông để trả nợ. Nhớ là hết nợ thì phải trở về đây ngay. Dạ bẩm ông, con trâu cái nhà ta vừa đẻ rồi ạ. Hả? Thế hả? Vâng, ông ra mà xem. Con nghe này kỳ lạ quá ông ơi, tự nhiên lớn phỏng lên thành con trâu béo tốt quá. Bẩm ông, sao trên người con trâu này lại có hình chữ Văn Định
chẳng phải trùng tên với ông Văn Địch mới chết ở làng ta sao? Chết thật, ông Địch đang yên lành tự dưng lăn ra chết thế này. Vợ dạy con thơ của ông ta thì làm sao mà trả nợ được. Ông đừng lo, kiếp này không trả được, kiếp sau tôi sẽ làm trâu kéo cày trả nợ cho ông. Chẳng nhẽ là thật. Từ ngày có con trâu Văn Định to gấp 3-4 lần so với con trâu thường, ngày ngày chăm chỉ cày bừa nên mấy năm liên tục phú ông đều trúng mùa to, thóc lúa đầy nhà. Văn Địch cày đi. Cái gì? Sao lại lấy tên cha của mình mà đặt cho con vật như thế chứ? Nè, cái nhà phú ông kia, sao lại lấy tên cha tôi mà đặt tên cho con trâu hả? Anh nhìn con trâu này đi, từ lúc mới đẻ nó đã có hai chữ Văn Địch trên lưng rồi. Không gọi đúng tên ấy, nó không chịu cày đâu. Nghe nói kiếp trước nó mắc nợ ông chủ nhà tôi chưa trả được, nên kiếp này phải trả nợ đó. Nợ để cha gánh, kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện làm trâu kéo cày trả nợ. Cha ơi, sao số cha đến chết rồi mà vẫn khổ thế này chứ? Dạ bẩm ông, vừa nghe con tôi kể lại, nhà ông có con trâu tên là Văn Định. Mẹ con tôi xót thương vô cùng, dù đói rách thế nào chúng tôi cũng xin được mua lại con trâu đó. Mong ông thương tình bán lại cho chúng tôi. Thật tình có điều này mà tôi chưa kể cho ai. Từ ngày có con trâu ấy, nó giúp cho nhà ta rất nhiều. Ta cũng coi như nợ của Văn Định đã trả xong rồi. Đây là giấy nợ xưa ông Văn Định ký, này tôi trả lại cho mẹ con nhà chị. Còn con trâu kia tôi cho không nhà chị đấy, cứ dắt nó về đi. Vợ con Văn Địch đưa trâu về nhà và lập đàn cúng gia. Vậy là con trâu đã trọn một kiếp kéo cày trả nợ, nên cũng đến lúc linh hồn Văn Địch được giải thoát thanh thản bay về miền cực lạc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.